Hello, chào anh em đã quay trở lại với kênh Cô Gái Ninh Thuận. Anh em đừng quên like và ấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Đó là cái động lực để mình làm ra nhiều cái clip hay hơn phục vụ cho anh em. Hello, chào anh em nha. Thì mấy hôm nay khá là bận rộn. Anh em đặt giò hối quá thì mình cũng làm không có kịp luôn. Thì cũng không có thêm nhiều cái thời gian để đi bẫy chim để làm những cái clip thực tế cho anh em xem nữa. Thì hôm nay mình có tranh thủ một tí thời gian lên rừng bẫy chim để làm clip cho anh em xem đây. Thì hiện tại mình đang ở bãi đánh nha anh em. Cái địa hình này thì cực kỳ đẹp. Mà chim cò thì không thấy đâu hết. Đi nãy giờ cũng mỏi chân rồi. Chim có một hai con gáy toàn ở trên đỉnh núi không anh em. Thực sự thì bữa nay đi ấy đi bắt một con chim rất là khó khăn. Mình không biết là ở các nơi thì sao chứ còn ở đất riêng ở đất Ninh Thuận mình đây mà để đi bắt được một con chim thì nó rất là khó nha anh em. Địa hình thì rất đẹp nhưng mà chim thì không có. Đã vậy rồi còn đêm qua thì mưa rất là lớn. Mưa mà đi mấy cái đám mì này mà đi lúng chân bùn sình không. Nhìn phơi luôn anh em, coi đây. Giờ chim thì chỉ có phải leo đồi thôi chứ còn mà đánh ở dưới láng này thì bó tay. Không có chim luôn. Thì hôm nay tranh thủ một xíu thời gian để đi bẫy chim giải trí. Thứ nhất, thứ hai là làm những clip cho anh em xem. Rồi anh em có thể ủng hộ mình bằng một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Hoặc là anh em nào có nhu cầu mua bẫy giò hoặc là bội ấp thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên nha. Rồi bây giờ mình phải đi tìm bội đây. Rồi hẹn anh em xem clip nha.
con bổi gù quá là phê luôn nha anh em. Hôm nay có một cái trận đấu mãn nhãn luôn, quá là đã. Trời ơi, con bổi đồng pha nha anh em, giọng cực kỳ tốt luôn. Hôm nay thì mình đánh rất ít giò, cầm sát bội để cho anh em thưởng thức này, nên nó hơi chậm dính một xíu. Gặp con bổi này nó gù quá ghê luôn, xem quá là đã luôn nha anh em. Mồi vẫn còn đang rất là sung. Hôm nay mồi chiến lập công làm quá là tốt luôn. Anh em xem con bổi này, cực kỳ đẹp nha anh em. Để mình cầm cho nó đàng hoàng lại rồi quay cho anh em xem nha. Bổi rất là đẹp nha anh em. Ở bộ cơm này, ừ, cái giọng gù rất là phơi, nghe là phơi luôn. Bộ quy rất là đẹp, anh em xem nó sắp rất là đều nha. Cái mẫu giò này nó dính rất là cao nha anh em, dính trên cổ chân luôn. Giò bên mình tuyệt đối đánh không có chuyện dính móng nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bẫy giò hoặc là bội ốc thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.